Hôm qua, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho đồng chí Vũ Quốc Nghị, Tránh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Quốc Nghị tiếp tục phát huy năng lực công tác, đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để thu hút các dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh.